Hello các bạn, thì đây mình đang trong xưởng cơ khí để làm bộ tuabin. Đây là cái phần cổ quay cộng thêm mâm quay ở trên. Đây các bạn. Đây là cái phần có bát ốc nha, rời nha. Để trên này có phốt này. Trên đây đây là có phốt chống nước này. Còn đây thì là quân tán mình xít vô này. Rồi, còn cái bọ một cái miếng ở dưới này. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Đây sơ qua một cái đã. Đây, đây là cái phần làm cổ góp này. Phần làm cổ góp cắt như thế này. Mình kêu cắt 4 phần nhưng mà anh cắt tới chắc cỡ 7 phần rồi. 7 phần rồi. Để làm cổ góp. Cắt lên đến đây để làm 4 hoặc 5 chuỗi than. Cho nó sẽ làm phần điều khiển ở bên trên nữa. Hiện tại ốc thì mình đang xài gắn đỡ ốc trắng này. Khi mà mình vô hoàn thiện ra là mình sẽ bắt ốc đen, ốc chiều, ốc thép chịu lực. Đây là cái này là để cho nó quay này, bàn quay. Cái này phốt đang mới thì nó sẽ hơi bóp một xíu. Bạc đạn mỡ thì mình đã vô rất nhiều rồi. Còn cái phần trên này thì các bạn nhìn này, sắt này, một ngón tay này, đây một ngón tay như thế này để gánh cái phần cánh và motor bắt ở trên này. Còn cái phần này thì mình đã gia cố bằng miếng ke như thế này và tạo độ nghiêng cho tuabin cái độ xéo như thế này. Nó vừa chống nước và nó sẽ bắt gió tốt hơn so với bình thường. Cái trên này mình sẽ chích rãnh này. Ở trên cái mặt motor nó sẽ có một cái rãnh như thế này. Mình sẽ đã chích rãnh kể cả đằng này luôn. Phốt thì nó nằm đè bên này rồi, để chống nước vào motor cụ phát của mình. Thì mình đây làm như thế này, các bạn cho ý kiến nha. Nó có nặng nề lắm không? Thì mình chắc chắn là nặng rồi, thì mình đã cho nó về từng phần một. Đây cái miếng này đây 12 ly cắt dớt ra để bắt ốc này, là mình bê từng phần mình thả lên nha, chứ không phải là ấy. Thì đây còn cái phần chân này, phần chân đây nha, nó dài như thế này, ke dài như thế này. Đây nói chung là sắt thì toàn là bằng sắt dày thôi, để cánh 2,5 m để cho nó chịu lực chứ không có sợ gãy các bạn. Rồi còn một cái mâm ở đây nữa. Cái này mình đang bắt hình như 6 con ốc á. Mâm này là 6 con ốc 14 ly 6 con. Mâm này như 30 á. Cái chân này là 30 này. Còn một miếng nữa mình làm sẵn luôn rồi, khoan lỗ rồi. Đây 20 ly cắt sẵn, khoan lỗ sẵn, có lỗ để xuyên tâm dây xuống đây, nhưng mà cũng vẫn có vần cổ gốc nha. Rồi ở đây nữa, đây là mâm cánh này, mâm cánh đã khoan rồi nha. Sắt dày cái mâm chính là sắt dày 20 ly này, đây 20 ly. Còn cái mâm này là 6 ly. Mâm trước nó chỉ là giữ thôi, mình đã làm 6 ly rồi. Còn cái cùi này dày này. Cái này chắc còn lại 18 này. Chốt lò vớt có sẵn nha, mình làm sẵn chốt lò vớt, có thêm ốc cá ở đây nữa. Ốc cá chống trượt nữa. Đấy, mình đã làm sẵn hết rồi. Tính là khoan 6 lỗ nhưng mà bắt không được 6 cánh nha các bạn. Nếu mà làm 6 cánh thì không được, vì cái này chỉ bắt được 3 cánh thôi. 6 cánh nó phải lớn hơn. Ở đây cơ sở chỉ tiện được khoảng tầm 45 thôi, 50 thôi. Không tiện được lớn hơn. Rồi thằng em. Em. Lạ. Lạ quá.
mấy bên đây là anh làm ở đây không chịu làm gì cho nhiều nhanh, đang vứt số hết của anh này đấy. Thằng em là tính làm ninja đây đấy, cơ sở làm đây đang vứt đây cho làm đấy. Giờ thì chỉ còn làm phần cổ góp nữa là xong. Motor của mình đây để đâu rồi không biết nữa. Motor của anh đâu em? À đây, cú phát này là đang 15 kg. Sao lại gọi bán với chai của anh này? Đây 15 kg có thằng Phan Úc thì để đây cũng lâu rồi nên là nó hơi bụi bặm, thì cơ sở cơ khí mà để những cái như này thì toàn này để dơ thôi, chứ còn sạch sẽ chắc khó rồi. Nhất là thằng em này này đòi lên YouTube đòi mà suốt ngày là như thế này đây. Rồi chào các bạn đi, rồi nghỉ nào, khỏi khỏi đây đu. Đây là mình sẽ quay tay nhặt lưới nha các bạn. Này nè, lưới này này, quân 37 kW, tha hồ chơi nha. Cốt 90 á, lớn lắm, đá lắm, trời ơi, 37 kW nha. Anh em nào cần đặt hàng liên hệ mình nhá. Này mau hết lắm, hàng này mới bạc đạn trơn tru lắm các bạn. Có phốt chống nước đầy đầu hoàng, các bạn xài điện nước nha. Hàng rất ok. Ở đây chỉ còn 10 quân duy nhất thôi nha các bạn, 10 quân loại này thôi. Hàng này hàng hiếm nha, không có phải là một ngày hai ngày có đâu. Đây trong kia đây là 9 con, ở trong kia thêm một con nữa các bạn, nhưng mà mình không có vô đó xem. Ở đây cho các bạn xem sơ sơ một xíu bên ngoài thôi, con nào con ấy nhẹ lắm các bạn, hàng mới chát luôn á, mới về này, tủ điện các kiểu này ghê quá rồi trời, sướng không. Cốt nào cái nấy to này, trời ơi đá hùng, trời này thôi còn gì bằng. Này tem này các bạn chụp hình lại coi nha, 37 kW này, vôn là 200V này đó các bạn thấy không, ram là 1500, trời ơi đá hùng.